Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có cái hộp Lego Duplo này. Cái loại Duplo này là mới nhất của hãng Lego sản xuất của năm 2019. Cái đồ chơi này dành riêng cho trẻ em từ 2 tuổi đến 5 tuổi. Và cái đây là cái một cái tàu hỏa mà mình muốn chia sẻ cùng các em hôm nay. Vậy thì bây giờ các em cùng mình để ráp cái coi cái tàu hỏa này nó có dễ ráp hay không nha. Nếu mà các em mua cái Lego mà đúng cái Lego mà thật sự của hãng Lego sản xuất á thì rất là dễ ráp. Tại vì ở trong này người ta có cái bảng chỉ dẫn rất là chi tiết và rõ ràng để mà chúng ta ráp như thế nào. Thì cũng theo như thường lệ thì chúng ta phải chia những cái màu nào theo cái màu đó để mà chúng ta dễ ráp. Và cái này thì ráp nó hơi lâu cho nên mình không có nhiều thời gian để mà ngồi ráp và từng cái chi tiết một. Thì vì vậy mà hôm nay mình ráp cái xe này mình đã ráp rồi, và những cái này cũng thế, mình đã ráp nó thành cái đồ rồi. Bây giờ chỉ còn có cái đường ray mình chưa có ráp thôi. Vậy thì các em cùng mình ráp cái đường ray này coi nó có ráp nhanh hay không nha. Có dễ ráp hay không? Thì những cái món đồ này chúng ta có thể để nó vào chính giữa này để mà khỏi phải bị chiếm chỗ. Thì trước hết thì chúng ta cũng phải cần cái những cái đường ray này để mà chúng ta mới ráp thành một cái đường ray lớn. Những cái khúc nhỏ nhỏ này chúng ta mới ráp thành cái đường ray lớn được để cho xe chạy. Còn bên trong này á, là những cái sọc sọc này á, là giống như để mà cái đồ mà nó kéo cho cái bánh xe nó đi. Cái này giống như là cái bánh răng vậy đó, cái răng để nó kéo cùng với cái xe này. Thì cái dưới này nó cũng là có cái những cái răng răng dưới này, thì cái xe nó xuống đây nó sẽ bám vào cái đường ray này, nó sẽ chạy tiếp. Và bây giờ thì chúng ta cũng cùng nhau ráp đi. Cái đồ này thì nó cũng rất là dễ ráp, và những cái miếng mủ này người ta làm nó rất là cứng cáp, không có khó khăn gì hết. Và những cái lợi này người ta làm nó cũng vừa khít với nhau. Vì vậy mà khi mà chúng ta để vào nó rất là ăn khớp, nó rất là dễ làm. Cái ngay chỗ cái đường chính giữa này thì chúng ta cũng phải để một cái có được đường thẳng ở cái đây, nó gọi là giống như là cái sân ga ha. Đây là cái sân ga thì nó cũng có một cái đường thẳng như thế này rồi. Thì cái này chúng ta cũng phải để một cái đường thẳng nữa để mà một lát cho cái tàu quả nó tới đây nó ngừng lại, tàu tới đây nó sẽ ngừng lại. Cái này mình để luôn đây đi. Còn cái đường thẳng này mình cũng phải để một bên nữa. Bây giờ mình ráp theo cái này thì nó không có số thứ tự. Chúng ta có thể ráp thành một cái đường dài hay là chúng ta ráp thành một cái đường vòng cũng được, nó đi theo cái vòng cung. Chứ cũng không có hẳn là chúng ta đi theo cái đường dài, tại vì cái này cái đồ chơi cho trẻ em thì với lại cho những cái chỗ, những cái nơi mà nó hạn chế chỗ thì người ta cũng có thể ráp được. Tại vì có nhiều người thì có nhiều em thì chỉ ráp ở trên một cái bàn, ngồi trên cái bàn ráp hay là ngồi ở dưới đất chuẩn những căn phòng nho nhỏ ráp thôi, cho nên cái này nó cũng rất là gọn và rất là dễ ráp. Để giờ cái máy xích ra cho các em có thể theo dõi thấy hết cái xe này ráp nó như thế nào đấy. Như nãy mình nói là hai cái đường thẳng này nó để ngay chỗ đây để làm cho cái xe nó thẳng, nó để cho nó trùng hợp với lại ở trên này. Ở trên này thì hai chỗ này nó cũng thẳng, ở đây nó cũng thẳng, còn đây là một cái giống như là một cái hình tròn ha. Đó. Thấy có rõ không? Quay cho cái camera nó sắp sắp xuống chút nữa cho các em dễ thấy, cho nó xa xa ra một chút đi. Đó. Rồi thì đó, bắt đầu lên tới đó ha. Cái này thì những cái món đồ này có thể chúng ta để nằm ở đây vòng vòng ở bên đây
Bên này thì cái này để cây thông cho nó giống như cái trang trí thôi. Còn đây là giống như cái ổ bánh mì. Tại cái chỗ này là cái nơi mà bán thức ăn ha. Mình chỉ người ta chỉ để tượng trưng như thế thôi. Còn đây là giống như là xăng, cái chỗ đổ xăng. Còn đây là những cái món này, từ từ mình sẽ để vào cho các em thấy, các bạn thấy là cái này nó để sử dụng như thế nào và nó sử dụng bằng cái về cái gì. Rồi, cái này là đơn giản là cái xe mình đã ráp cái đường ray rồi, và cái xe này mình cũng đã ráp rồi. Thì cái xe này thì nó xài 4 cục pin, nó xài 4 cục pin chuột. Trong này 4 cục pin thì nãy mình cũng gắn 4 cục pin vào rồi. Đây thì mình cho nó chạy vào đây. Khi mà để lên thì chúng ta cũng đẩy một cái này cho nó xe chạy. Nhớ mà để ngay trong cái đường ray nha, chứ thôi nó sẽ tập cái đường ray nha. Đó. Này kéo xuất ra cho nó xe nó chạy. Thì theo như trong cái bảng chỉ dẫn này thì bốn cái miếng, năm cái miếng là năm cái miếng màu đó, chúng ta sẽ sử dụng nó là cái gì thì ở trong này nó cũng có để. Thì bây giờ trước hết là mình để cái miếng màu vàng này vào trong này, thì cái xe đi ngang coi nó phản ứng cái như thế nào nha. Bây giờ mình để cái màu vàng nó ngay đây đi. Đó, cái đó là cái còi, cái xe đi ngang cái màu vàng này nó bắt đầu nó bóp còi ra. Rồi mình để cái miếng màu trắng này vào cho cái xe đi ngang như vậy làm thế nào đó, đi ngang nó bắt nó cũng cái đèn nó kêu lên, nhạc nó kêu lên, nhưng mà tiếng rất là nhỏ. Rất là vui, rất là thú vị phải không các em? Bây giờ có thể mình dời cái miếng màu trắng này ra một tí nha, cho nó sẵn dưới đây đi. Còn cái miếng màu xanh này, đây là cái đổ xăng dầu. Thì thay mình để cái bình dầu đây, thế đây có nghĩa là chỗ này là cái cây xăng ha. Ok, cây xăng ở đây. Thì mình để cái này vào đây cho xe nó tới, bắt đầu nó đổ xăng lên, đây là chỗ cây xăng đi. Rồi xe tới xe đổ dầu đổ xăng vào đó, xe tới đó đổ xăng vào ha. Còn cái này thì cái xe nó có thể nó chạy vào cái tới đây là nó bắt đầu nó thụt lui lại, nó chạy ngược chiều để cho để ngược lại. Rồi bắt đầu mình để ngay cái đường thẳng này đi cho xe nó có thể nó dễ thụt lui lại chút xíu. Rất là đơn giản ha, nhưng mà cũng thấy là rất là vui. Còn nếu mà chúng ta muốn cái xe mà cho nó ngừng lại thì chúng ta có thể để cái này vào thì cái xe nó sẽ ngừng lại, mà khi mà muốn chạy tiếp thì mình sẽ nhấc cái xe lên, mình lấy nó, cái miếng này ra hoặc là mình đẩy đi thì cái xe nó mới chạy, nếu không thì cái xe nó cứ ngừng suốt đó thôi. Rồi mình để cái này lại đây thì cái xe tới đây nó sẽ ngừng ngay cái đường ray này. Rồi. Coi như là chúng ta đã ráp cái xe này hoàn thành rồi. Thì mong các em hãy xem cái video này vui vẻ nha. Nhớ bấm chuông đăng ký kênh để mà xem những cái video tiếp theo của mình nha. Xin chào các em và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo của mình. Chúng ta có thể đẩy cái này vào cho cái xe nó chạy tiếp. Rồi, chúng ta có thể nếu mà không muốn nó ngừng thì có thể lấy cái miếng này ra.
Và cái này cũng vậy, nếu mà chúng ta không muốn xe nó thụt lùi lại thì chúng ta có thể dời cái này đi, nhưng mà để cho cái xe nó chạy bắt đầu một chiều đi, rồi chúng ta lấy nó ra. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại nha. Bye bye.